Vỉa hè thông thoáng sao không đi mà lại cứ lao ra giữa đường thơ với thẩn thế hả? Bỏ tôi ra, đàn ông có người đừng mong đập vào người của tôi, bỏ ra. Này, cô tử cứ ham hố lắm à? Hả? Cô đi dưới đường không sao, nhưng mà người tham gia giao thông, người ta sẽ sợ liên lụy, hiểu chưa? Bỏ tôi ra, đừng có mà ép buộc tôi. Anh mà ép buộc tôi nhé, bây giờ tôi lè lấy ra, tôi cắn tôi chết luôn bây giờ này. Được rồi, được rồi. Cô nghe tôi nói này. Thật sự là tôi thấy tinh thần của cô đang rất tệ. Mà cô cứ đi ra giữa đường như thế thì chẳng may xảy ra tai nạn thì sẽ ảnh hưởng đến cô. Thôi bây giờ như này, cô yên tâm, tôi sẽ không làm gì cô đâu nhá. Tôi không làm hại gì cô cả. Chúng mày đừng có mà nói dối, chúng mày toàn là một lũ quỷ đó đốt người thôi. Còn lâu tao mới tin lời chúng mày thêm một lần nào nữa nhá. Có giỏi thì đánh tao ngất ở đấy luôn đi. Tôi cũng chịu ông đấy. Đến cái nghỉ của tôi ông cũng chiếm dụng là như nào. Tôi phải dùng thuật thôi miên, khó khăn lắm mới đưa được cô ấy về đây. Chắc chắn là cô ấy vừa trải qua một cú sốc rất lớn. Thế bây giờ đợi ông Thành Thơ chữa trị, thà thôi đưa cô ta đến bệnh viện tâm thần còn hơn. Sao lại là cô ta? Cậu biết cô ta? Hôm ấy tôi được mấy đồng nghiệp đãi thăng chức ở quán karaoke. Nhưng lúc đến nơi thì chẳng thấy ai cả. Và cũng tưởng nơi đấy hoạt động karaoke lành mạnh. Cho đến khi... Anh ạ! Em xin lỗi để anh phải đợi lâu. Nhưng mà hôm nay có hàng ngon này, đợi lâu một tí nó càng rạng rực đúng không anh? Nó càng sướng. Đi vào chăm sóc ông anh tao đi. Trong thần sắc cô gái đó có vẻ u lì, không linh động, cộng với hành động chống cự, tôi cam đoan cô ta đã bị người ta cho sử dụng thuốc hứng thần. Mà một khi đã dùng đến cách thức đó thì chỉ có một lý do duy nhất thôi, là để khống chế đối phương. Tôi chợt tò mò muốn biết nguyên do, thế nên là... Thôi được rồi, anh cứ đi đi, cô này để tôi bao. Anh ơi, hôm nay anh không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào cả. Con bé này hôm nay được set up dành riêng cho anh. Anh cứ tận hưởng đi ạ. À đi, em xin phép ạ. Ấy. Tôi xin anh, tôi cầu xin anh. Tôi thật sự là tôi không muốn làm gái bao, tôi không muốn làm ca ve mà tôi không muốn sống cuộc sống như thế này. Tôi xin anh, bây giờ anh cứu tôi ra khỏi nơi đây thì tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa cho anh ạ. Thôi được rồi. Bây giờ cô ngồi lên đây đã. Cô quỷ này làm sao tôi nói chuyện được? Vì tôi không chịu tiếp khách, cho nên chúng đó đang lên một kế hoạch là sẽ bán tôi sang Campuchia. Nhưng mà thật sự là tôi không thể nào mà sống cuộc đời u uế như vậy được. Bố mẹ của tôi ở dưới quê mà biết được việc này, chắc chắn là ông bà sẽ không thể nào mà chịu được nổi. Tôi nhìn anh cũng là một người tử tế, cho nên tôi mới đánh động anh như vậy. Tôi cầu xin anh, anh hãy cứu tôi thoát khỏi nơi này với ạ. Cô không thích làm nghề này, thế sao cô lại ở đây? Thực chất ngay từ ban đầu là tôi bị bọn chúng lừa vào cái động mại dâm này. Tôi nói thật với anh đấy, tôi không hề nói dối đâu. Gia đình của tôi ở dưới quê nghèo lắm. Bố mẹ của tôi phải chạy cơm hàng ngày, tiền tích góp cũng không có. Xong rồi bố tôi còn lâm trọng bệnh, bây giờ không có đủ tiền thì làm sao mà có thể cứu chữa được cho ông ấy đấy. Bình tĩnh đã. Thế còn họ hàng của cô như nào? Thấy gia cảnh của nhà tôi như thế, bọn họ còn chưa chạy thì làm sao mà bọn họ còn giúp được nữa. Thế rốt cuộc còn sao nữa? Họ hàng của tôi sau khi biết chuyện thì bọn họ cũng có gợi ý là sẽ mai mối cho tôi lấy chồng ở bên nước ngoài. Bọn họ bảo là chỉ cần tôi cầm cái số tiền đặt lễ hỏi cưới thì tôi có thể chữa trị cho bố và có thể giúp bố qua cơn nguy kịch ạ. Thế rồi cô đồng ý à? Dạ vâng, thật sự là không còn cách nào khác. Nhưng mà em biết không, khi mà tôi cầm cái số tiền đó thì lúc đó thì tôi mới biết được là cái số tiền đặt lễ hỏi cưới đấy chính là cái số tiền
bọn buôn người muốn mua chuộc tôi. Bình tĩnh đã. Thế nhưng bây giờ cô đã cưới người ta rồi thì sao lại còn ở đây? Thực chất là không có lễ cưới nào cả. Thực chất ý, chúng nó chỉ là bọn buôn người thôi. Khi mà tôi được rước lên thành phố cũng là lúc tôi biết được chân tướng mọi việc. Chúng nó không dụ dỗ, không khuyên giải được tôi, cho nên chúng nó đã bắt tôi phải uống thuốc hướng thần để kiểm soát tất cả hành động của tôi. Cũng là do nhiều lần cô ta bỏ trốn nhưng mà không thành, cho nên càng ngày bị quản chặt hơn. Lần này trốn được xem ra cũng là may mắn đấy. Nhưng mà tại sao thần trí của cô ta có vẻ bất thường? Hay là do ảnh hưởng của thuốc hướng thần? Tôi nghĩ chưa chắc đã phải do thuốc đâu. Thuốc nó không phá nhanh như thế. Tôi nghĩ sau khi trốn ấy, cô ấy gặp phải chuyện gì sốc lắm, thế cho nên là tinh thần mới hoảng loạn như thế đấy. Mà ông cũng máu lạnh thật đấy. Con gái nhà người ta đã nài nỉ van xin hết nước hết cái, thế mà vẫn không chịu giúp. Thì lúc đấy trong đầu tôi có nghĩ được cách gì đâu. Thế ông bảo tôi phải làm gì? Chẳng nhẽ lôi cô ta đi trốn luôn à? Lúc đấy ông chưa nghĩ ra. Sau đấy thì sao? Đừng có mà biện hộ. Này, tôi nói với ông biết nhá, tôi với cô ta ấy không phải là người thân quốc thích gì cả. Thế việc gì tôi phải cố gắng cứu giúp cô ta? Huống chi là... Sao? Huống chi làm sao? Các cụ nói rồi, không nghe ca ve kể chuyện, không nghe thằng nghiện nó trình bày. Thế tôi hỏi ông, tôi tin cô ta được bao nhiêu phần trăm hả? Đúng là đủ nhát gan. Ông sợ không dám động đến cái bọn buôn người kia, cho nên mới làm ngơ để yên chuyện. Tôi chẳng là bác sĩ tâm lý như ông, tôi cũng đọc vị được, không phải chối. Ừ thì tôi cho như thế đi, nếu như ông muốn thế. Còn chút lương tâm ấy thì chữa trị cho người ta đi. Từ từ. Viện phí ông thanh toán hết à? Ấy, tôi đùa thôi. Làm gì mà căng thế? Thôi được rồi, coi như lần này tôi chuộc lỗi, coi như là tôi trả cái lỗi tôi không tin tưởng cô ta. Ca này ấy, miễn phí, hài lòng chưa? Lương tâm vẫn còn dùng được đấy. Thế là nhanh. Sau một thời gian chữa trị ở nhà Tùng Anh thì tôi thấy tinh thần của cô cũng ổn rồi. Cô cũng nên có một chỗ ở riêng. Cô thấy chỗ trọ này thế nào? Quá tốt rồi ạ. Tôi còn có gì đòi hỏi nữa đâu ạ. Anh Nam này, tôi cảm ơn anh. Ơn này của anh nhất định tôi không bao giờ quên đâu. Có gì mà ơn huệ, đây chỉ là việc nên làm thôi. Mà trong suốt thời gian qua làm bảo hộ cho cô ấy, tôi có theo dõi đám người kia và có một tin vui muốn báo cho cô. Tin gì vậy ạ? Đám buôn người kia đã bị công an bắt rồi. Thật đó? Thật. Cho nên bây giờ ấy, cô cứ việc thoải mái yên tâm mà sống, không phải lo bị bọn họ truy lùng nữa. Thế thì tốt quá rồi. Tốt quá rồi ạ. À, thế xong rồi quy định thế nào? Khỏi bệnh hẳn ấy thì có về quê không? Tôi cũng chẳng biết nữa. Nếu như bây giờ mà về quê, bố mẹ của tôi mà biết được tôi bị rơi vào tay của bọn buôn người, chắc chắn thì mọi người sẽ rất dằn vặt và tự trách bản thân của mình, không thể nào mà chịu đựng nổi đâu ạ. Nếu mà như thế thì để tôi tìm một cái công việc gì đấy cho cô làm. À, thôi anh Nam này, tôi biết là anh có lòng nhân từ, muốn giúp người thì giúp cho chót. Nhưng mà tôi xin anh, cái việc này anh cứ để cho tôi tự lực cánh sinh đi ạ. Không một xu dính túi mà đòi tự lực cánh sinh. Cô định tự lực cánh sinh bằng cách nào? Tất nhiên là bây giờ như thế này đi. À, tôi sẽ cho cô vay một ít tiền để cô học nghề. Khi nào ra nghề rồi ấy, thì cô trả lại cho tôi cũng được. Hay là anh cho tôi vay 1 triệu đi. Cô học nghề gì mà có mỗi 1 triệu? Tôi chưa có ý định học nghề ngay, mà tôi dùng số tiền đó để khởi nghiệp tạm thời ạ. Có cả khởi nghiệp tạm thời. Tôi muốn dùng số tiền đó để đi thu mua đồng nát. Khi nào mà có đủ tiền, tôi sẽ đi học nghề sau. Cần gì phải lòng vòng như thế? Cô cứ học đi, tôi cho cô vay. Lúc nào ra nghề thì kiếm tiền trả lại sau cũng được. Thôi, nếu như mà anh không rút được thì thôi, tôi tự đi tìm cách vậy. Được rồi, tôi chịu thua cô thật đấy.
Y Nam, anh đúng là quá tốt với tôi rồi. Tôi đúng là trong họa có phước mà. Này, ông nói đi. Tại sao bọn buôn người bị tóm sống như thế? Có phải ông mật báo cho công an không đấy? Ông hay nhỉ? Tôi đường đường là một công dân gương mẫu. Tôi thấy xã hội này có ổ tệ nạn như thế, thế chẳng lẽ tôi không trình báo à? Ông có ý kiến gì hay sao? À, không. Tôi làm gì dám có ý kiến. Chỉ là tôi hơi bất ngờ về sự sốt sắng của ông đấy. Sao thế? Nói thật đi, động làm con cá như người ta rồi à? Này, tôi không hiểu vì sao cái đầu óc của ông ấy chỉ suy nghĩ những cái điều mà nó tối tăm như đêm 30 Tết. Thế mà cũng là chuyên viên tâm lý được. Thế nó không là vì lý do gì? Này, tôi nói cho ông biết nhá, kể cả ông có đánh chết tôi đi chăng nữa ấy, thì tôi không bao giờ tin vào cái lý do là công dân gương mẫu của ông đâu. Tôi ấy đã tìm về tận nhà của Lan Anh ở dưới quê rồi. Thì sao? Cái việc đấy liên quan gì với tôi hỏi? Tôi muốn chứng thực xem việc Lan Anh nói có đúng không. Nhưng cô ấy không hề nói dối. Chính vì thế tôi mới căm giận cái bọn người tán tận lương tâm kia, làm giàu trên sắc đẹp, danh dự, tương lai con gái nhà người ta như vậy. Ông thấy còn việc gì độc ác hơn nào? Thế cho nên là ông quyết định san bằng hang ổ chúng nó đúng không? Nói chung là cái xã hội này còn đầy rẫy những bọn người như thế. Thế nhưng mà mình diệt được như thế nào hay thế đấy. Mà này, tôi nói cho ông biết nhá, tôi đã tìm hiểu tâm lý rồi. Tôi biết rất rõ ràng cái lý do vì sao cái hôm cô ấy bị loạn thần mà bỏ xuống đến đây ấy. Ông đừng có mà hỏi lại, không bệnh là tái phát, khó chữa lắm đấy. Tôi cũng nghĩ nên thế. Chẳng ai muốn nhắc lại quá khứ kinh khủng của mình làm gì cả. Nam, chỗ anh em thân tình, ông nói cho tôi biết đi. Ông thích cô Lan Anh thật à, đúng không? Ông là chuyên viên tâm lý cơ mà. Thử đoán xem. Đồ đàn bà chắc nết, vô liêm sỉ. Trong khi tôi đầu tắt mặt tối đi kiếm tiền nuôi cô, thì cô ở nhà làm gì hả? Cô đi ngoại tình, lương tâm của cô để cho chó gặm hết rồi à? Vợ người ta thì tam tòng tứ đức, cô ở đây thì không tòng một ai, mà một tí nhân cách cũng không có, nói gì là tứ đức. Còng nói cho cô biết nhá, tôi có thể còng lưng để kiếm tiền nuôi cô, nhưng không bao giờ tôi còng lưng để mà cầu cạnh một con điếm về làm vợ đâu. Đồ vô liêm sỉ, tôi ly dị cô. Sống mà cứ cách kiểu tiền bạc thì không phân minh, nhưng mà ái tình lại thích dứt khoát như em ấy, thì chẳng có thằng đàn ông nào mà không cay cú cả. Coi như đây là bài học, rồi tự tu chỉnh lại bản thân đi. Này, này, em nói cho anh biết nhá, đây là hắn tự nguyện cung phụng em, chứ em có bắt hắn đâu. Với lại là cái lúc mà hắn tặng quà cho em ấy, em cũng đâu có nói là em đồng ý làm bạn gái của hắn đâu mà anh nói thế. Không đồng ý làm bạn gái, thế nhận quà của người ta làm cái gì? Anh chả biết gì cả. Đấy người ta gọi là phép lịch sự. Phép lịch sự đấy, anh hiểu không? Anh chỉ thấy đấy là cái lời ngụy biện của những người thực dụng như em thôi. Cố cãi. Này, anh có phải là anh của em không đấy? Thấy em của mình bị bắt nạt như thế, trả ra sức bênh vực thì thôi, thế bây giờ lại đạp cho nó một cái để nó ngã xuống bùn à? Không hiểu là anh uốn cái kiểu gì nữa. Ông trời ơi, sao tôi lại khổ thế này cơ chứ? Này, anh nói cho em biết nhá, như em ấy thì chỉ có đợi phô mát từ trên trời rơi xuống thôi. Mà trên đời này ấy, làm gì có miếng phô mát nào từ trên trời rơi xuống. Nếu có thì cũng chỉ là người ta dùng để nhử em mà thôi. Mọi khi tôi thấy ông nhẹ nhàng tình cảm với em gái lắm mà. Sao mai giờ quẩy thế? Thì cũng chỉ vì là tôi như thế
cho nên giờ nó mới ra nông nỗi này. Sống chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình thôi. Giờ tôi đang tự vấn lại lương tâm của mình đây. Thế còn ông, đến đây làm gì? Còn đến đây làm gì nữa? Toàn là chuyện của em gái ông hết đấy. Ông đừng nói là ông cũng tốn tiền tán tỉnh nó đấy nhá. Này, ông nghĩ sao cái bản mặt của tôi lại gọi ông là anh vợ được? Hú hồn, thế chuyện gì mà liên quan đến nó? Thì là chuyện của Tú Linh với cả người thanh niên lạ mặt kia kìa. Nam thanh niên ấy là bệnh nhân của tôi. Tôi định bảo ông ấy, bảo con bé tránh xa ra. Sợ thật đấy. Bây giờ bệnh nhân tâm thần mà lại cũng có khả năng tán gái. Xã hội bây giờ phát triển thật đấy. Công nghệ này tiên tiến đã đành. Đằng này bệnh nhân tâm thần lại cũng tiên tiến đột phá dã man như thế. Ảo thật đấy. Ông mới vừa phải thôi. Thế cứ phải tâm thần thì mới đi khám ở chỗ tôi à? Nam thanh niên đấy đi khám sàng lọc tâm thần ở chỗ tôi để làm giấy tờ. Nhưng mà khi khám ấy, tôi lại phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Ông đã bao giờ nghe đến hiệu ứng Franklin chưa? À, là cái hiệu ứng mà xây dựng dựa trên nguyên tắc của não bộ con người nhằm điều chỉnh nhận thức sao cho hợp lý với hành vi gì? Chính xác. Trong quá trình khám ấy, tôi đã nhận ra hắn đã bị mắc hiệu ứng tâm lý đó. Biểu hiện ở chỗ mỗi khi hắn tán được một cô gái xinh đẹp thì hắn sẽ coi là thành công cá nhân của hắn. Còn trong trường hợp không tán được ấy thì hắn sẽ quay ra trả đũa và làm bẽ mặt trước mặt mọi người đấy. Đấy là kiểu mấy thằng đàn ông mặc váy chứ biến thái cái gì. Nhưng vấn đề ở chỗ ấy, những người bị mắc hiệu ứng tâm lý đấy sẽ coi mọi suy nghĩ và hành động của mình là đúng, thậm chí tin vào những điều bị đặt nữa cơ. Ví dụ như là vụ Tú Linh cãi nhau với nam thanh niên này đấy. Trong đầu của hắn lúc nào cũng nghĩ là Tú Linh đã là vợ của hắn rồi, đúng chưa? Bệnh gì mà khôn thế. Thế chẳng may hắn ta đi lừa tiền, xong hắn ta bảo là người ta cho hắn rồi, thế mặc định là không phải trả. Này, ông ít trả treo tôi đi. Tôi nói những yêu này ra ấy là để ông phải để mắt hơn với em gái của mình. Nên đấy là một dạng nguy hiểm đấy. Ông canh chừng cho kỹ vào. Rồi, hết việc rồi, tôi về đây. À này, thế đến đây có mỗi việc đấy thôi à? Hay là bây giờ ông lên đây, tôi bế ông vào nhà nhé. Này, tôi chẳng hiểu tại sao một người mà không bao giờ nghiêm túc được như ông ấy mà cũng đòi làm chuyên viên tâm lý. Anh kia em để anh đỡ cho, không sao, để anh đỡ cho. Tay của em là tay ngọc tay ngà, tay này ấy là chỉ có nắm hoa thôi, chứ làm sao mà để đi bê mấy cái thứ nặng trĩu thô bỉ như này. Cảm ơn vì lòng tốt của anh, nhưng mà cái thùng này thật sự là tôi có thể bê được ạ? Không được. Nhỡ mà tay em xước một cái, anh sẽ trách bản thân mình lắm đấy. Em có muốn như thế không? Em. Sao ạ? Anh hỏi em nhá. Em đã đọc chuyện kia rồi chưa? Sao ạ? Ý anh đang hỏi em là em đã đọc chuyện Kiều của Nguyễn Du chưa? Nguyễn Du đã viết chuyện Kiều, nhưng mà còn thiếu. Nàng Kiều thua em. Nhìn tôi ăn mặc quê mùa xấu xí thế này, không biết là có điểm nào đẹp để anh có thể thích được ạ? No, em đừng nói như thế. Nét đẹp thật sự ấy, nó nằm qua đôi mắt của kẻ si tình, chứ không phải là qua cái bộ quần áo mà em đang mặc. Em hiểu không? Cảm ơn lòng tốt của anh. Em ơi! Này! Em ơi! Quái thật nhỉ? Mình còn chưa làm xong cái mở bài, cô ta đã chốt ngay quả kết bài rồi. Cái tên cao lùn kia, anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Rõ ràng là anh có bạn gái rồi, thế vẫn phê phán tôi là sao? Vật mà em chờ đến đúng với ý của anh chứ? Đúng là nó đấy, em tìm ở đâu ra vậy? Chỉ cần kết nối với mấy chú bác đồng nghiệp thì cho dù thành phố này có rộng lớn thế nào em vẫn tìm ra được thôi. Nhưng mà anh Nam này. Hả? Em có một thắc mắc. Thắc mắc gì? Đó là tại sao anh lại thu thập những phế liệu đó?
Những cái đồ phế liệu đó người ta không dùng nữa, người ta vứt đi rồi. Đằng này anh lại muốn thu thập về. Hay là anh có sở thích sưu tầm phế liệu đấy? Anh không phải là sưu tầm, mà là anh sẽ dùng nó tạo nên một giá trị cho cuộc thi. Cuộc thi nào ạ? Là một cuộc thi về nghệ thuật. Cuộc thi sáng tạo nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật của thành phố phát động. Mấy cái đống sắt vụn như thế mà cũng có thể tham gia cuộc thi được á? Đương nhiên. Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sắt thép cũng thành hoa mà. Anh đùa thôi. Em có biết là vì sao anh lại dùng phế liệu để làm ra những tác phẩm nghệ thuật không? Là vì anh muốn truyền tải một thông điệp đến cho mọi người trong xã hội biết rằng không phải phế liệu nào cũng là thứ bỏ đi. Chỉ cần chúng ta cho chúng cơ hội, chúng ta giúp chúng tu bổ, thì chúng cũng sẽ trở nên có giá trị và hữu ích ở một trạng thái khác. Ý tưởng hay thật đấy ạ. Tất cả đều là nhờ em đấy. Nhờ em á? Em làm sao ấy? Kia là chị gái anh mà. Chị gái? Chị gái kiểu gì mát mà quê mùa thế? Chả giống người có tiền như anh cả. Này, anh định lừa tôi đúng không? Em này. Này, em đang ghen đấy à? Hả? Anh bảo này Tú Linh, hay là mình xóa nhát đi, làm lại từ đầu nhá. Nhá nhá cái con khỉ ấy. Nào. Này, anh vẫn còn mặt mũi nói qua lại với tôi sau khi mà đã hạ nhục tôi trước bàn dân thiên hạ như thế à? Thôi, anh biết anh sai rồi nhá. Này, hư này, hư này, hư này, được chưa? Nào, bây giờ ấy, em tha lỗi cho anh. Em thích gì, anh cũng duyệt hết, được chưa? Nào, nước hoa này, túi sách này, giày cao gót này, quần áo này, bất kể cái gì em thích, anh đều sẽ ok la luôn, chỉ cần em đồng ý, nhá, nhá. Không bỏ. Anh không bỏ ra là tôi cho anh ăn đủ đấy nhá. Hay là em vẫn chưa tin tưởng anh? Hay là em không thích những cái thứ phàm phu tục tử như thế? Nếu như em không thích những điều đấy, tìm anh đây, em lấy đi, chỉ cần em giữ được nó rồi, em sẽ không bao giờ phải sợ anh lăng nhăng nữa, đúng không ạ? Rưỡi ơi, mới là nước này, có người sàm sỡ này, 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 làm trò gì đấy, giữa thanh thiên bạch nhật định sàm sỡ con người ta hả? À? Chích lão tắt. Cẩn thận không, đi đường nhiều ấy, bắt chứ. Hóa ra là anh lấy ý tưởng đó là từ cuộc đời trôi nổi của em à? Anh, em có giận anh vì anh lại chạm vào nỗi đau của em không? Làm sao mà em giận anh được? Thông qua cuộc thi làm phế liệu đó, anh muốn gửi một thông điệp đến em cũng như là tất cả mọi người có hoàn cảnh tương tự. Làm sao mà em có thể giận anh được? Anh muốn gửi gắm một thông điệp thông qua cuộc thi phế liệu đó cho em cũng như là cho tất cả mọi người có hoàn cảnh tương tự, là cho dù hoàn cảnh của mình có như thế nào cũng không được phép bi quan. Nếu mỗi người khác cho mình cơ hội thì trước tiên bản thân của mình phải tự tạo cơ hội cho chính mình đã. Em đúng là một cô gái thông minh. Nếu như ngày đó em không lạc quan, em không tự cho mình cơ hội hợp tác với anh Tùng Anh để cho anh Tùng Anh chữa trị bệnh loạn thần, thì có lẽ bây giờ em không thể nào khỏe mạnh và có một cuộc sống ý nghĩa như bây giờ. Em đã hiểu được ý nghĩa sâu xa về thông điệp của anh, nhưng mà vẫn chưa đủ. Còn ý nghĩa sâu xa hơn à? Đúng vậy. Anh muốn gửi một thông điệp đến xã hội là họ hãy mở lòng của mình ra để cho những người đã chót lầm lỡ có cơ hội hoàn lương. Em thật sự là phải cảm ơn anh. Cũng may là nhờ có anh, có sự cảm thông cũng như là dang rộng vòng tay để chào đón em, cho nên em mới không có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Chứ nếu mà không có anh ấy thì chắc chắn bây giờ em vẫn mang trong mình suy nghĩ tiêu cực thôi à? Một thứ không tim, không phổi mà còn có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật có giá trị như vậy, thì cớ gì một con người có khối óc, trái tim và cảm xúc lại không thể làm được những điều đó, đúng không? Giả như trên cuộc đời này ai cũng được như anh thì tốt quá. Không được, không được. Nếu mà như thế thì mất cân bằng tự nhiên đấy. Phải có những người đóng vai ác thì những người đóng vai thiện mới có cơ hội nổi bật được chứ. Ôi tôi chết rồi, em phải đến giờ đi học nghề rồi. Em đi về đây ạ. Để
để anh tiễn em. À, anh quên mất, em có muốn xem vài tác phẩm được tái chế từ phế liệu sắt không? Đẹp cực. Đâu, cho em xem với. Đây. Đấy. Thực ra ý tưởng này đã được một kỹ sư kia thực hiện rồi. Anh chỉ là thổi vào nó thông điệp xã hội thôi. Cho nên em ngừng thần tượng anh đi. Trừ khi mặt trời mọc đằng Tây. Ôi chú choa mà ơi, sao mà đẹp thế này hả anh? Này, hai người kia, hai người làm trò gì giữa đường thế hả? Chị kia, giữa ban ngày ban mặt thế này đến nhà người ta ôm ôm ấp ấp thế này là sao? Không biết xấu hổ à? Tú Linh, em cẩn thận với lời nói của mình đấy. Muốn phán xét điều gì thì hãy mở to con mắt ra mà nhìn trước đã. Là chị của tên chết dẫm kia, nhắm mắt ngửi phải thôi đã ghét rồi. Ở đấy mà em mở to mắt nhìn. Mùi gì nhở? Mùi gì khó ngửi thế? Cứ như kiểu là mùi cháy nắng ấy. Này, hóa ra là cái mùi này từ người chị phát ra à? Nhà có đến nỗi nào đâu mà tại sao cả hai đều hôi thối thế không biết. Tú Linh, anh cảnh cáo em đấy nhá. Làm sao? Anh này, bộ nàng thơ của mấy cái người làm nghệ thuật như anh ấy là mấy cái loại người hôi thối bẩn thỉu như chị ta à? Anh cảnh cáo em, cô ấy dù có thu mua đồng nát nhưng cô ấy cũng kiếm ra những đồng tiền chân chính. Cô ấy không sống dựa vào đồng tiền của người khác. Em có làm được không? Khoan, dừng khoảng chừng 3 giây. Anh vừa nói cái gì cơ? Thu mua đồng nát á? Cô ta á? Hay là ai? Tôi xin lỗi. Tôi biết là tôi đứng ở đây khiến cho cô khó chịu. Chắc là tôi phải đi rồi. Em xin phép em về trước đây ạ. Ok. Này, anh chưa dạy dỗ em. Mày em đi đâu đấy hả? Tú Linh! Đồ khốn nạn, đồ cao kiểu, đồ cao lùn, khốn nạn. Trước khi em đánh chết anh, em có thể cho anh biết lý do tại sao không hả? Này, cái con thu mua đồng nát ý, nó lấy tư cách gì mà đòi tán anh trai tôi hả? Nghĩ con Tú Linh này chịu nhục nhã như thế à? Thu mua đồng nát á? Ai thu mua đồng nát gì ở đây? Có ai thu mua đồng nát mà vung tiền cho gái giống như anh không hả? Con mụ chị gái của anh ý. Chính mồm chị ta nói với em như thế đấy. Chị gái. Ôi tôi chết rồi. Quả này hố nặng rồi. Này, anh đừng có đứng đấy mà vẽ chuyện ra nhá. Em yêu, em phải nghe rõ anh nói đã. Anh không hề vẽ chuyện. Thật sự thì hôm trước anh không muốn em hiểu nhầm, cho nên em mới nhận cái con bé đấy là chị gái của anh thôi. Chứ đến tên của nó là gì anh cũng không biết mà. Này, tôi cấm anh gọi tôi là em yêu nhá. Mà anh là cái thá gì mà tôi phải tin anh chứ? Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Anh mà nói dối, thà liều đi tu. Anh đã thề độc với em như thế rồi mà em vẫn không tin anh à? Muốn tôi tin anh chứ gì? Thế thì anh chứng minh đi. Chứng minh cái gì? Cứ lấy lòng cô ta trước đã. Một khi mà đã gật đầu làm bạn gái của tôi rồi thì cô sẽ biết đá, biết vàng. Anh Nam ơi! Anh Nam ơi, em đến rồi ạ. Anh nhận em sao, có việc gì không ạ? Anh Nam ơi! Lan Anh ơi, tỉnh lại đi, Lan Anh. À, rồi ơi, anh ơi là anh, tại sao anh lại lôi cái con người bẩn thỉu như thế này lên giường của anh thế hả? Em chả hiểu được anh luôn đấy. Hai người đừng hiểu nhầm, anh cũng vừa mới về đến đây thôi, anh về đã thấy như thế rồi. Này, cái chuyện vô lý như thế mà anh cũng biện ra được à? Em hỏi anh nhá, em không có ở nhà
anh không có ở nhà thì tại sao cô ta lại đột nhập được vào nhà mình? Sao lại còn nằm trên giường với cái bộ dạng hớ hênh như vậy nữa? Thật sự là anh cũng không biết mọi chuyện như thế nào cả. Tôi hỏi cô, chỉ có hai trường hợp. Nếu như mà anh tôi không đưa cô vào nhà, không đưa cô lên giường, thì là trường hợp thứ hai rồi. Cô tự mò vào nhà tôi để quyến rũ anh tôi. Cô muốn tôi chọn cái phương án nào đây nhỉ? Anh Nam, có phải em là phế liệu cho nên không có giá trị giữ gì đúng không? Không, không, Lan Anh, anh thật sự không phải. Em hiểu nhầm rồi, Lan Anh. Tú Linh ơi, có thấy điện thoại của anh đâu không? Tú Linh! Con bé này, đứng đây mà anh hỏi không trả lời à? Em mà nhắn tin không nghe thấy gì đâu. Anh hỏi là điện thoại của anh ở đâu, có biết không? Không. À, thế thì em gọi điện số của anh xem nó đâu nhá. Ừ. Chả hiểu ngồi cái kiểu gì mà lại rơi được vào đằng sau ghế. Thế này có tìm đó mắt cũng chẳng thấy. Anh ơi, em vừa mới giúp anh một việc rất lớn ấy. Thế bây giờ anh giúp em chở em ra cho bạn em được không? Xe đâu sao không tự đi? Xe em sửa rồi. Đi mà, bọn nó đến nơi hết rồi đấy. Đi nhanh lên. Anh trai em đúng là đỉnh nhất. Anh Nam ơi, em đến rồi ạ. Anh nhắn em sao, có việc gì không ạ? Anh Nam ơi. Đây nhá, tất cả những ảnh nóng mà em muốn đều đã có ở trong cái USB này. Hài lòng chưa hả em yêu? Tôi đã bảo là anh không được gọi tôi là em yêu rồi cơ mà. Anh có vấn đề về nhận thức đấy à? Anh đã hoàn thành tốt việc em giao như thế rồi thì em cũng phải thực hiện lời hứa của em chứ, đúng không? Hoàn thành tốt nhưng mà đã hoàn thành xong đâu, mà đã đòi thành quả rồi. Ảnh thì cũng đã có rồi. Em bây giờ chỉ cần copy cái đống ảnh này vào điện thoại của anh trai em, rồi nhắn tin sang cho cái con bé kia. Lúc khi mà con bé đấy nó biết cái sự đối mặt của anh trai em rồi ấy, thì còn sợ gì mà nó không rời xa anh trai em nữa. Dù là như thế thì cũng chỉ tách được con bé kia ra khỏi anh trai tôi thôi. Thêm còn muốn như thế nào nữa? Những việc mà anh đã làm ấy chỉ gây hiểu nhầm được với con bé đồng nát kia thôi. Thế nghĩa là bây giờ anh còn phải qua thêm một cái cửa ải nữa của em thì mới có được em à? Không sai. Phải trị được con đồng nát kia thì tôi mới hả dạ. Nhưng mà nó làm gì đâu mà em phải trị nó? Nó là mất danh dự của anh trai tôi. Như thế không phải là tội à? Ơ, này, không phải là em bày ra cái chuyện anh trai em cưỡng dâm người khác chứ không phải là do nó đâu. Không vì nó ấy, thì làm sao mà tôi phải làm những hành động như thế với anh trai của mình. Dù là gián tiếp đi chăng nữa ấy, thì nó cũng là nguyên nhân chính. Tôi phải bắt nó phải trả giá. Ok ok, được rồi. Em muốn như thế nào cũng được, chỉ cần em giữ lời hứa với anh thôi. Còn nếu không ấy, chuyện anh có thể hủy hoại cuộc đời của em sẽ không lành như lần trước đâu. Nói đi, tại sao anh lại đánh sập hình tượng của anh trong lòng tôi? Tại sao anh có thể đánh sập niềm tin của tôi về cái thế giới này là có tình người? Anh có biết là tôi vin vào cái đó để tôi tin tưởng, để tôi có thể vượt qua nghịch cảnh không phải Vin Nam? Anh nói đi! Lan Anh, thật sự việc này cũng rất bất ngờ đối với anh. Những bức ảnh đó không phải là anh chụp. Những bức ảnh đó không phải do anh chụp,
nhưng mà tại sao nó được gửi từ máy của anh? Lần trước tôi đã tự ép bản thân mình là không tin anh đối xử như vậy với tôi, nhưng mà bây giờ bằng chứng đã như vậy rồi, những bức ảnh này thực chất là từ máy của anh gửi lại, thì làm sao mà tôi có thể ru ngủ bản thân của mình như vậy nữa? Tại sao lại như vậy? Là ai? Là ai đã chụp những bức ảnh này? Tôi không ngờ là trình độ diễn xuất của anh, trình độ giả vờ mình vô tội của anh đạt đến mức thượng thừa như vậy đấy. Anh nói đi, rốt cục là anh làm như vậy là vì mục đích gì? Có phải là vì anh muốn khống chế tôi, muốn tôi ngoan ngoãn để phục vụ cái nhu cầu nhục dục của anh đúng không? Lan Anh, có phải vì anh cảm thấy quá khứ của tôi nó quá u nhục rồi, cho nên mấy cái vấn đề này nó chẳng có nhằm nhò gì đúng không? Hay là bây giờ tôi chẳng còn danh dự gì để mà giữ nữa, phải không Vi Nam? Lan Anh, anh nói cho em biết, bất kỳ ai có thể xem thường, khinh bỉ em, nhưng chính em không bao giờ được phép xem thường và khinh bỉ chính bản thân mình, em hiểu chưa? Anh có biết là tôi suýt nữa bị siêu lòng với anh rồi không? Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn anh, bởi vì cũng nhờ có anh mà tôi mới có được một cuộc sống mới. Nhưng mà nhất định tôi sẽ không bao giờ quên cái hành vi bỉ ổi mà anh dành cho tôi đâu. Lan Anh, em muốn làm gì? Tôi muốn từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt của anh nữa. Lan Anh, Lan Anh, có phải em làm đúng không? Nói mau. Sao? Anh hỏi cái gì mà chả có đầu có đuôi, em chả hiểu cái gì cả. Đừng có giả vờ nữa. Từ cái chuyện Lan Anh tự nhiên xuất hiện trong phòng của anh, rồi đến chuyện ảnh nóng của cô ấy nữa, không phải em làm thì ai làm? Anh nói không sai chứ? Sai, sai, quá sai luôn ý. Này, chị nhớ anh bị có vấn đề à? Rõ ràng ngày hôm đấy anh chở em đi chơi với bạn bè cơ mà, sao bây giờ lại vu khống cho em thế là nào? Nhưng điện thoại của anh chỉ tách rời anh khi anh ở nhà thôi, tại sao những tấm ảnh đó lại có trong máy được? Ừ, hay cái anh này lạ nhỉ. Sao mấy cái việc đấy anh hỏi em thì em biết hỏi ai bây giờ? Chỉ có em có khả năng làm những việc đó thôi. Này nhá, anh đừng có mà chăm dâu rồi đổ đầu tằm nhá. Đừng có mà vu khống cho em như thế. Anh có thể là không coi trọng em, nhưng mà em ý lúc nào cũng kính anh một bậc đấy. Làm sao em có thể làm ra mấy cái chuyện này được? Thôi, không phải thì thôi. Anh xin lỗi. Bao nhiêu việc đã đủ làm anh phiền phức lắm rồi. Em bảo là có khi nào anh vất vả quá, suốt ngày chỉ có công việc thế nên bị căng thẳng, trí nhớ có vấn đề không? Trí nhớ? Ừ. Em nghe người ta nói là mấy cái người mà bị mộng du ấy thường làm những cái hành động trong vô thức, đến khi mà tỉnh dậy rồi thì không biết gì nữa cả. Có khi nào anh bị như thế không? Tôi đã kiểm tra đầy đủ cho ông rồi đấy. Ông đã yên tâm chưa? Nếu như sức khỏe tâm thần tôi tốt, trí nhớ không có vấn đề gì, thế thì chuyện đấy nên giải thích như thế nào nhỉ? Chuyện đấy á? Chuyện đấy là chuyện gì? Chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của Lan Anh, không thể để cậu ta biết được. À, thế đợt này ông nhất định là không chặt chém tôi à? Để khi nào ông là bệnh nhân dài hạn của tôi ấy, lúc đấy tôi chặt chém có muộn đâu. Này này, nói gở nhá, nhổ nó bọt đi nói lại. Ừ, được chưa? Mà này, ông nói thật cho tôi biết đi, ông giấu tôi chuyện gì đúng không? Đang yên đang lành tự nhiên đòi khám tâm thần là như nào? Đúng là không có chuyện gì qua mắt được chuyên viên tâm lý. Thì là có mỗi cái chuyện tôi hay mắng rồi dạy dỗ con bé Tú Linh nhà tôi ấy, thế là nó nghe nhiều quá, nó mới ức lên. Nó bảo là tôi mắng nó nhiều đến mức nó thuộc lòng rồi. Còn ông đang nghĩ là chưa bao giờ mắng nó như thế đúng không? Thì đấy. Ừ,
chị đúng là đồ xấu xa rồi đấy. Chị đã đơm đặt gì với anh trai tôi để anh trai tôi mắng tôi xối xả thế à? Tôi đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, là chuyện anh em các người tôi không liên quan, đừng có mà đi tìm tôi nữa. Tôi nói cho chị biết, 20 năm qua ấy, anh tôi chưa bao giờ trách mắng tôi một câu nào cả. Nhưng mà từ khi chị xuất hiện thì anh tôi lại còn mắng chửi tôi nữa. Chị còn nói là chị không liên quan à? Cô đừng có mà nói chuyện vô lý như vậy được không? Tôi không có nhiều thời gian đứng đây đôi co với cô ở đâu. Tôi còn phải đi kiếm tiền nữa. Đương nhiên đấy nhá, tao tóm được mày rồi nhá. Để xem mày chạy được đi đâu. Anh làm gì đấy? Còn làm gì nữa à? Trả vàng cho tao đây. Vàng gì? Cô gì ơi, cô có thể làm chứng giúp tôi được không? Giúp anh làm chứng á? Làm chứng như nào? Con bé này lúc ấy đến nhà tôi để mua đồng nát này. Tôi có giấu vàng trong con lợn nhựa ở nhà, vợ tôi không biết cho nên là nó đem bán hết đi. Đến lúc mà tôi xuống nhà thì tôi mới biết. Đuổi theo bảo dừng lại, quay lại để nhờ lấy lại. Thế nhưng mà nó nghe thấy có vàng trong lợn nhựa, bố phát nó chạy, đạp xe chạy nhanh hơn. Thế tôi đuổi theo mấy con đường mới đến đây để bắt được nó đấy. Này, anh đừng mà nói dối nhá. Được, tôi sẽ làm chứng giúp anh. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra trong cái bì này của nó xem có con lợn nhựa đấy không. Nếu như mà có ấy, thì cô giúp tôi đưa nó lên đồn công an để làm chứng. Được, thế thì tôi giúp anh một tay. Này này này, mấy người làm cái gì thế hả? Từ sáng đến giờ tôi đi mua bán đồng nát nhưng tôi chưa từng thấy cái cặp con lợn đâu. Này, cái này là cái gì đây hả? Mày có dám cãi à? Đúng là đồng nát thì nhân cách cũng thối nát nhở. Tôi nghĩ cô này vào trại cải tạo nhân cách đi. Này, đi theo tao lên đồn công an. Này, nhanh. Này, rõ ràng là tôi không hề biết con lợn này nhá. Với lại tôi chưa từng nhìn thấy anh luôn. Anh bỏ tôi ra đi. Bỏ tôi ra. Sao? Nghe em nói thế rồi anh đã sáng mắt ra chưa? Không, Lan Anh không bao giờ là người như thế. Em nói cho anh biết nhá, anh biết người ta được bao nhiêu, hiểu người ta được bao lâu mà anh dám khẳng định là như thế. Ôi ôi, chẳng qua anh người lương thiện cho nên là người ta mới dễ lừa anh thôi. Anh ăn muối còn nhiều hơn em ăn cơm đấy. Lan Anh là người thế nào? Chẳng lẽ anh không biết hay sao? Cô ấy còn hiểu chuyện hơn em nhiều đấy. Ông anh trai của tôi ơi, anh bị người ta làm cho đầu óc mụ mị vì gái rồi. Này, đang nói chuyện với anh trai đấy nhá, giữ mồm giữ miệng một chút. Mấy cái đứa không có học đấy thì làm gì có đạo đức, làm gì biết phải biết trái mà anh đặt niềm tin thế. Này, anh nói cho em biết nhá, Lan Anh ấy là một người lành tính và ngây thơ. Cô ấy không sống phức tạp như em nghĩ đâu. Thôi đi ạ, có mà cô ta dùng cái bộ mặt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ để thao túng tâm lý anh thôi. Ở đấy mà ngây thơ. Giờ Lan Anh thế nào rồi? Tất nhiên là đang ở trên đồn công an chờ thẩm vấn rồi. Em no chưa? Em no rồi ạ. Em cảm ơn anh bởi vì đã bảo lãnh em ra. Nhưng mà anh Nam này, em phải tin em. Em không hề biết gì về cái số vàng đó. Với lại em cũng chưa từng đến đó mua sắt vụn ạ. Anh tin em mà. Nhưng mà em vẫn chẳng hiểu tại sao giữa em và anh ta chẳng có quen biết gì nhau, nhưng mà tại sao anh ta có thể vu khống cho em như vậy? Mục đích là để làm gì chứ? Em đang tức tưởi với điều đó đúng không? Dạ vâng. Em tức đến nỗi mà tim của em đau hết cả lên rồi đây này. Đó cũng là tâm trạng của anh khi mà bị em hiểu lầm đấy. Anh còn đau lòng khi em không tin anh nữa. Nếu anh muốn em thì anh đã trả em về cho bọn bất lương kia, rồi sau đó anh sẽ bao em cả đêm. Chứ việc gì anh phải đi lòng vòng rồi mang tiếng xấu như thế đúng không? Là em hồ đồ ạ. Em xin lỗi anh. Sau khi anh xấu chuỗi tất cả các sự việc thì anh tin chắc rằng những chuyện vừa rồi xảy ra có liên quan đến em gái của anh. Là Tú Linh à? Nhưng mà Tú Linh và người thanh niên đó làm gì quen biết nhau đâu. Có quen hay không, anh sẽ tìm câu trả lời. Muốn tách thì anh cũng đã giúp em tách họ ra rồi. Muốn cho con nhỏ đồng nát đấy vào ngồi nhà đá để cắt đứt tư tưởng của anh em đối với nó ấy, anh cũng đã làm rồi. Em thực hiện lời hứa làm bạn gái của anh đi chứ, còn chần chừ gì nữa.
Đồ khốn này. Em còn gì biện hộ nữa không hả Tú Linh? Chẳng phải giờ này anh đang bận bịu bên con nhỏ đấy à? Bớt luyên thuyên đi. Bây giờ hai người muốn lên công an trình báo, hãy để tôi phải tố giác. Tố giác á? Anh định tố giác em gái mình chỉ vì một đứa người dưng nước lã thôi à? Này, em có ông anh ấy. Quý hóa quá. Tình người của hai đứa để đâu rồi hả? Lan Anh có làm gì hại hai đứa không mà đi hại người ta? Thân phận thấp kém mà cứ quanh quẩn ở bên cạnh anh trai của em đã là một tội rồi, cần gì phải làm tổn hại đến em? Đâu đâu, không làm em hài lòng đã là gây tổn hại rồi chứ. Phải đấy. Em bớt ngông cuồng đi. Anh của em là gì mà Lan Anh ở bên cạnh cũng mang tội? Gia đình chúng ta là gia đình vua chúa, hãy danh gia vọng tộc. Thế bây giờ em hỏi anh chọn em hay là chọn nó? Em định giở cho gì? Bây giờ ấy, anh bảo em phải đi giải oan cho cái con Danh đấy, thì là em cho lời khai giả. Như thế em sẽ có lỗi với cả pháp luật. Anh định vì một người dưng mà tống em mình vào nhà đá đấy à? Được thôi, nếu anh thích thì anh cứ làm đi. Em không có nhiều thời gian để đôi co với anh đâu. Em thiếu thời gian để đi ngủ thôi. Anh không đòi hỏi gì hơn. Ngày chúng ta tỏ tình với nhau, anh tặng em dây chuyền bạch kim. Còn em có thể mang bó hoa đến tỏ tình với anh không? Anh muốn trải qua cảm giác được nghe tỏ tình, xem nó tuyệt vời thế nào. Ok ok, em muốn như thế nào cũng được, chỉ cần em giữ lời hứa với anh thôi. Còn nếu không ấy, chuyện anh có thể hủy hoại cuộc đời của em sẽ không lành như lần trước đâu. Anh đồng ý làm bạn trai của em nhá. Ôi trời ơi. Anh, hoa ở đâu ra đấy? Hoa này là anh nhờ người mang đến để tặng cho em đấy. Em có hài lòng không? Nhưng mà anh bảo anh tặng em dây chuyền bạch kim cơ mà. Anh đã hứa với cả người yêu của anh thì tất nhiên là anh sẽ phải làm chứ, đúng không? Này, dây chuyền bạch kim của em đúng như em mong muốn nhá. Ôi, đẹp thế, yêu anh nhất. Anh Nam ơi, Tú Linh sao rồi ạ? Lan Anh, sao em lại đây? Em vừa nghe bác sĩ Tùng Anh bảo là tình hình của Tú Linh rất là nguy kịch. Em ở dưới kia xung quanh đây thôi. Thế là em muốn tiện lên đây để hỏi thăm. Cũng may là gặp anh ở đây ạ. Nó bị sốt xuất huyết, bị co giật, lại còn nôn ra máu nữa. Bây giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện. Nhưng mà tự nhiên lại bị sốt xuất huyết là sao ạ? Hôm trước chắc là nó đi nhậu ở ngoài đường, cho nên là mới bị như thế. Mà em có biết anh tìm nó ở đâu không? Anh đừng có nói với em là ở gầm cầu ấy nhá. Nó ngủ ở ngoài bãi cỏ công viên ấy, nằm đấy cho muỗi nó sơi. Nhưng mà tại sao lại có thể uống đến rũ người như vậy nhỉ? Giờ chỉ có đợi nó tỉnh lại thì mới biết lý do thôi. Thế nhưng mà khả năng đấy thì quá mong manh. Tại sao lại như vậy ạ? Bây giờ nó phải truyền máu, nhưng mà nhóm máu của Tú Linh ấy lại thuộc nhóm máu hiếm,
anh thì lại không cùng nhóm máu với nó. Bây giờ cũng không biết tìm đâu ra một người mà trùng nhóm máu với nó để cứu nó nữa. Nhưng mà anh với Tú Linh là anh em ruột với nhau, tại sao lại không thể nào trùng nhóm máu với nhau được ạ? Thật ra anh với Tú Linh là anh em cùng mẹ khác cha. Bây giờ nếu không tìm được người có trùng nhóm máu với nó thì bắt buộc phải chờ đợi. Chờ đợi bệnh viện thu thập đủ. Nhưng mà cũng mông lung quá. Thế hóa ra bây giờ mạng sống của Tú Linh lại phụ thuộc vào vận may rủi à? Có lẽ là vậy. Anh Nam này, em nghĩ là em có thể giúp được Tú Linh đấy. Anh mau đưa em vào bệnh viện đi. Nhưng mà tại sao em phải giúp nó? Em không giận nó à? Giận thì vẫn giận, nhưng mà cứu người thì vẫn phải cứu. Người ta bảo là cứu người hơn xây 7 tòa tháp mà. Nhanh lên đi anh. Chị Lan Anh này, em vẫn không hiểu tại sao chị lại nộp đơn bãi nại cho những người mà đã hại mình như thế. Chị làm em thấy xấu hổ quá. Nếu như mà em không tự thú cho lời bằng chứng giả thì làm sao mà chị có thể nộp đơn bãi nại được. Dù sao thì chị cũng phải cảm ơn em trước mới phải. Thôi, hai chị em không phải nhường nhịn nhau qua lại nữa. Nói chung là nhìn thấy hai chị em như này anh rất vui, nhất là em với Tú Linh ạ. Em biết là anh định nói gì rồi nhá. Chắc là do em được truyền máu của chị Lan Anh, thế nên mới thay tâm đổi tính đấy. Cho người khác một con đường sống cũng chính là tạo con đường sống cho mình. Anh Vi Nam đã từng bảo với chị như vậy đấy. Chị chỉ làm thực hành lại thôi. Không ngờ ấy, là những người đã từng bị nói là không có học, thiếu văn hóa lại sống một cách nhân văn và đạo đức hơn ối kẻ của ăn có học ở đây đấy. Tôi sai rồi. Con biết mở miệng nhận sai thì nhân cách vẫn còn chữa được. Tác phẩm của anh làm đến đâu rồi ạ? Cũng sắp xong rồi. Vì là sắt được chế tác lại cho nên cái công việc mà chùi, tẩy, tiện, rũa nhiều công đoạn lắm. Đây này, tay anh sắp chai hết lên vì nó rồi đấy. Cũng may là anh cũng chỉ bị tổn thương ở phần bên ngoài thôi. Quá trình phục hồi sắt bao giờ nó cũng khó khăn hơn cả. Nhưng mà cũng may là anh làm được rồi. Phải, anh làm được rồi. Và em cũng làm được rồi. Em đã dùng giá trị của bản thân mình mà cảm hóa được Tú Linh. Một điều mà ngay cả chính anh trai của nó cũng không làm được. Anh đừng có mà tâng bốc em lên như vậy chứ. Anh chị uống nước đi này, rồi nghe em trình bày đây. Em có chuyện muốn trình bày với hai người đây. Sao? Cô định quậy cái gì nữa hả? Tôi vừa mới khen cô xong đấy. Đừng có để tôi mừng hụt. Anh này cứ nghĩ xấu về em gái mình đấy nhở. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng rồi. Chúng ta đã hòa hợp với nhau hơn, hiểu nhau hơn rồi. Vậy nên chuyện quan trọng mà em muốn nói là hai người mau tổ chức đám cưới đi, cho em còn có cháu bé. Này, đồng ý hay không thì hai người nói ra chứ. Lặng ấy, tủm tỉm ngại ngùng với nhau ấy. Trời ơi, tôi đến chết mất với cái ông bà này thôi.